Đây là trận đấu trường đầu tiên của lô đài Megati kỳ 154, là một trận đôi giữa hai cái đôi cũng rất là mạnh. Một bên là Văn Công Thắng, hai anh em sinh đôi Văn Công Thắng, Văn Công Thành. Một bên là tay vợt Nguyễn Thành Trung và Mẫn, Trung và Mẫn. Set 1, tỷ số đang là 3-2, đôi Thắng Thành đang giao. Tỷ số đang là 6 đều, rất là cân bằng, set thứ nhất. Theo bên đó hả? Theo bên nào? Hay quá em ơi. Trung Mẫn, tỷ số toàn cục tạm thời là 1-0 cho dẫn trước cho Trung Mẫn. Chúng ta chờ đón set thứ hai. Thấy là hai bên thi đấu rất là cân bằng, vấn đề bên nào điều chỉnh hiệu quả hơn thì sẽ thắng thôi. Bây giờ là set đấu thứ hai, trận đấu trường thứ nhất kỳ 154 giữa hai đôi Văn Công Thắng, Văn Công Thành và đôi Trung với Mẫn. Set 1 thì đôi Trung Mẫn nó dẫn trước 1-0. Set 2, tỷ số đang là 2-1. Rất tốt. Bóng của đôi Thanh Thắng và Thành thì bóng rất là chuẩn. Lộn điểm rồi, 4-2 ơi. 4-2 bên Thắng Thành 4-2. Tại em kia mà.
Hai trận đôi liên tục anh phải không? Hai trận đôi liên tục anh. Sau
đó là mận quýnh dân. Tại vì là có những cái thằng nó đánh hai trận, nên nó sắp cao được đừng để nó bị đánh liên tục hai trận. Hay quá mọi người, hay quá mọi người, đó là em ơi. Hay quá mọi người. 3-1 xong rồi đứng luôn tới 9-3. Kết thúc set thứ 3 khá là dễ dàng cho đôi Trung Mẫn và tỷ số bây giờ đã là 3-0 rồi. Cũng có đêm dài nhiều mộng. Bây giờ là set đấu thứ 4 và cũng là cơ hội cuối cùng cho cặp đôi thắng thành. Nếu không có thắng được set này thì coi như trận đấu kết thúc. Ai có dấu hiệu đó xét nào cũng 3-1. Đây 4-1 đó, khoảng cách dấu hiệu khởi đầu khá tốt cho đôi thắng này. Cầu này quá. Thì bởi em mới kêu là cà ri thôi. Và 11-6 cho đôi thắng thành. Như vậy cặp đôi thắng thành đã có set đấu thắng đầu tiên, rút ngắn khoảng cách là 3-1, vẫn nghiêng về cho đôi Trung Mẫn. Chúng ta sẽ chờ đợi xem set đấu thứ 5 liệu có cặp đôi thắng thành có lội ngược dòng được không. Set đấu thứ 5 của trận đấu trường thứ nhất kỳ 154 giữa cặp hai đôi là Trung Mẫn đánh với lại Văn Phương Thắng. Tỷ số đang là toàn cục đang là 3-1. Khá 5 cho đi rồi. Một đều, set 5. Oh,
Hay quá em ơi. Hay quá. Anh tặng mà. Đâu, bữa nay tôi 70 chứ. Anh đâu hay quá. Hay quá mọi người. Hey. Trận đấu trường thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 4-1 cho cặp đôi Trung và Mẫn.